Rồi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Như mình đã nói ở cái video trước ấy, thì chủ đề của video hôm nay sẽ là về chiếc Kia K4, một chiếc xe gầm thấp mới ra mắt của hãng xe Hàn Quốc tại thị trường Mỹ. Chiếc xe này sẽ thay thế cho K3. Một thông tin thú vị nho nhỏ, đó là cho bạn nào chưa biết thì K3 có tên gọi ở Mỹ là Forte, một cái tên cực kỳ quen thuộc với người dùng Việt Nam, những cái đặc biệt là những người dùng xe Kia cái giai đoạn mà 2011 đến 2013. Đó là xe giai đoạn mà cái xe Forte được phân phối ở Việt Nam. Rồi quay trở lại với K4 thì đây là một chiếc xe có dáng vẻ phải nói là cực kỳ là tân thời. Nó có dáng fastback tương tự K5, nhưng mà ở cái phần thân xe ấy, có một cái đường nét mạ chrome làm nổi bật lên cái thiết kế của nó. Tuy nhiên ý, theo mình thấy là K4 có kích thước nhỏ hơn K5, nên là khi mà nhìn từ hông xe mình đánh giá là cái thiết kế fastback ở K4 nó chưa được gây sự chú ý, hay nói cách khác là nó kém sang một chút xíu so với K5. Còn về điểm ấn tượng thì tất cả những gì mới mẻ nhất, gây chú ý nhất đều được nhà sản xuất Kia đã thể hiện rõ nét ở cái phần đầu và đuôi xe rồi. Ở phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy là rõ cụm đèn hoàn toàn mới này, toàn bộ đèn pha được tạo hình theo kiểu đặt dọc, còn đèn báo rẽ sẽ là kiểu gấp khúc sắc cạnh. Vẫn biết là nó lấy từ mẫu xe điện Kia EV9, nhưng mà với cá nhân mình lại không thích kiểu cụm đèn mới cho lắm, nó không phù hợp với một chiếc xe sedan khá rườm rà. Thay vào đó thì mình thích một cái cụm đèn tạo hình theo bề ngang, ít các chi tiết mảnh như thế này, vì như thế nó sẽ tạo được kiểu liền lạc hơn, nhìn nó mượt mà và cũng trơn tru. Tới đây khi mà Sorento và Carnival bản facelift bắt đầu được phân phối ở Việt Nam ấy, thì các bạn sẽ được nhìn tận mắt cái cụm đèn pha độc đáo này. Tiếc là trên Seltos 2024, mẫu xe vừa ra mắt ấy, thì vẫn là thiết kế đèn cũ, không phải là kiểu đèn mới. Trở lại với K4 thì ở phía sau phần đuôi xe K4 này cũng vậy thôi, phía sau vẫn là một dải đèn LED liền mạch giúp nó tạo thêm điểm nhấn gây sự chú ý, chứ còn không nên là có hai cái đường kẻ xuống như hiện nay. Có thể đây là lần đầu mình nhìn cái thiết kế này nên là có thể là chưa quen mắt lắm, nhưng mà đúng là cái thiết kế này ở trên xe điện Kia EV9 nhìn nó rất là đẹp và sáng. Vành xe thì rất là đẹp rồi, đặc trưng của Kia là họ làm cái vành khá là bắt mắt đấy. Kích thước thì size 18 thôi, cũng tương tự dòng xe sedan hạng C bây giờ ở Việt Nam. Đây là mình phỏng đoán thôi nhé, ý kiến chủ quan của mình thôi, thì kiểu có vẻ như là Kia đang đi theo con đường của Peugeot 408 khi mà phát triển K4. Peugeot 408 ấy, chúng ta thấy rõ cái sự khác biệt là thiết kế fastback cực đẹp. Dĩ nhiên là nó gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận một thực tế là ngoại hình 408 nó ăn đứt toàn bộ các mẫu xe phổ thông đang có ở Việt Nam. Nó cực kỳ đẹp, mặc dù giá bán là cao nhá, nhưng mà các bạn phải hiểu là em đẹp em có quyền mà. Giá bán cao thì đi kèm với đó là một cái ngoại hình nó rất là bắt mắt. Hướng đi mới này của Kia thì liệu có thành công với K4 hay không thì chúng ta còn phải chờ xem hãng có phân phối ở Việt Nam hay không, nhưng mà mình nghĩ là tương lai sẽ phân phối đấy. Một thông tin khác là Kia K4 sẽ có thêm phiên bản hatchback 5 cửa. Đây là một cái cách làm không hề mới, trước đây đã từng xuất hiện ở Việt Nam rồi, đặc biệt là bản hatchback. Kia có hai dòng xe hatchback ở Việt Nam khá là tốt trong quá khứ, đó là Kia Cerato và mẫu xe nhỏ gọn xinh xắn hơn đó là Rio. Mình thì đánh giá rất cao Rio, xe nhỏ gọn rất xinh đẹp, kỳ là tính thẩm mỹ rất cao luôn. Nhưng thực tế đáng buồn là cả hai chiếc xe này bây giờ không còn được phân phối ở Việt Nam nữa. Trở lại với K4 hatchback thì mình lại thấy cái ngoại hình của chiếc xe này lại phù hợp với kiểu đèn pha và đèn hậu mới. Đó, mình không rõ thế nào nhưng mà mình thấy khá là ưng, khá là hợp mắt. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong này. Khoang lái K4 thực sự là một điểm rất mới mẻ. Toàn bộ bảng tablo lẫn tay lái đều được làm mới hoàn toàn. Bạn sẽ không hề thấy bất cứ một cái gì đó của thế hệ cũ nữa. Khu vực cần số thì cũng không có nhiều thay đổi, nhưng mà cụm màn hình giải trí bây giờ đã là cụm màn hình đôi này. Cụm cửa gió điều hòa thì được làm mỏng lại, nó tạo hình ôm theo bề ngang của chiếc xe, trông khá là sang. Phím bấm vật lý dĩ nhiên là vẫn còn rồi, để còn điều chỉnh nhiệt độ các thứ nữa. Mình thì mình vẫn thích ở cái chức năng này thì nên điều chỉnh ở bằng phím bấm vật lý.
hơn là điều chỉnh quẹt quẹt trên màn hình. Cảm ứng trên màn hình nhiều khi nó không nhạy, và đặc biệt là nó sẽ làm sao nhãng người, cái sự tập trung của người lái khi lái xe. Tay lái bây giờ thì vẫn là loại ba chấu thôi, và tạo hình khá là lạ. Mình cũng không hiểu ý đồ của Kia như nào khi mà lại đặt logo lệch trên vô lăng thế này. Nhìn chung tổng thể khoang lái thì là đẹp, đẹp hơn hơn là diện mạo bên ngoài. Nhưng là đây chỉ là ý kiến nhận xét chủ quan của mình thôi. Chúng ta vẫn phải chờ đến khi K4 được ra mắt ở Việt Nam. Thì mình nghĩ là đến sang 2025 thì khả năng K4 sẽ được phân phối ở Việt Nam này. Thay đổi liên tục ở mỗi thế hệ đời xe ra sau, không có gì liên quan đời xe trước. Nhưng mà mình cho là K4 hiện tại, K3 trước đây hay là Cerato sâu xa hơn nữa thì vẫn là một cái chiếc xe nó bền dáng. Chiếc Kia K4 2025 này có hai phiên bản GT Line và GT Turbo. Động cơ vẫn là loại 1.6 Turbo và 2.0 thường. Hộp số thì là có hai tùy chọn, nó là CVT ở trên phiên bản 2.0 và tự động 8 cấp ở bản 1.6 Turbo. Xe sẽ có hệ thống an toàn chủ động mà theo Kia là có tới 29 tính năng tiên tiến. Mình cho rằng khi về Việt Nam, K4 vẫn sẽ có cái sự thu hút nhất định đối với người dùng. Mặc dù thực tế là bây giờ thị trường xe sedan ở Việt Nam, như các bạn cũng biết, nó bắt đầu bị thu hẹp dần do sự cạnh tranh của các dòng xe gầm cao đa dụng. Trước kia, phân khúc xe hạng A, hạng B bán khá tốt, nhưng là hiện nay sự phát triển của các cái nhóm xe gầm cao, đặc biệt là phân khúc xe gầm cao hạng B với rất nhiều tên tuổi, vẫn cùng nhiều mức giá trải dài từ 600 này, từ đâu đó là 580 cho đến hơn 800, khiến cho thị trường xe A, xe hạng B bắt đầu bị thu hẹp lại. Ví dụ như là Honda HR-V này, Nissan Kicks này, rồi là một chiếc xe vừa ra mắt là Mitsubishi X-Fox này, Toyota Yaris Cross này, MG-ZS này. Đó, các bạn nghĩ sao về Kia K4? Hãy comment cho mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.